Anh, vậy thì anh đi chết đi. Em sẽ chăm sóc tốt cho chị dâu. Khởi đầu bằng việc phản sát người anh đồng. Dùng khuôn mặt giống hệt để thay thế. Dù có chết, tôi cũng sẽ không đồng ý. Phương Nhu, tối qua cô tranh cãi với tên vô dụng đó. Tôi đã nghe thấy tận tai. Cô cũng đừng nghĩ rằng mình đáng thương. Mọi người đều như nhau thôi. Nể tình những năm qua cô đã phục vụ tốt. Tôi sẽ nói thẳng với cô, dù có hay không có tên vô dụng, tôi cũng sẽ không chính thức cưới để cô thành chính thê. Dù sao cô cũng chỉ là con gái, chơi cũng đã chơi rồi, tại sao phải chính thức cưới? Nhưng dù sao cô cũng có chút nhan sắc. Nếu cô quỳ xuống cầu xin tôi có thể cân nhắc nhận cô làm thiếp, cho cô một chút thể diện. Ngoài ra, những suy nghĩ không nên có thì đừng mơ. Cô chỉ xứng làm thiếp thôi. Phi, nằm mơ. Tôi chết cũng không quỳ xuống trước anh. Đừng nghĩ rằng về lại thôn Thanh Sơn, cô có thể làm chính thê của nhà Hứa. Người nhà Hứa chỉ là người khuyết tật, còn cô đang trong độ tuổi thanh niên. Nếu cô mãi không có thai, hi 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 hi, đến lúc đó tôi chỉ cần nói một câu, cô sẽ bị kéo ra và phân phối cưỡng chế. Lúc đó phân cho một kẻ què hoặc kẻ ngốc, hoặc là bị kéo đến lầu xanh. Khi đó cô không còn quyền lựa chọn. Ha ha ha. Ha ha ha. Đừng mà, cháu Tư, đừng đi mà. Anh rể, nếu anh đi thì mang chị tôi theo. Muốn đánh muốn giết thì tùy. Ở lại nhà tôi thì sao đây? Người nhà họ Từ. Đừng đi, đừng đi mà. Phương Nhu không ngốc, thực ra đã đoán được từ lâu, từ đầu đến cuối. Dù có hay không có người nhà, Từ Lãng chưa từng có ý định cưới mình. Chỉ là không muốn tin mà thôi. Trong thế giới này, mình chỉ là một cô gái. An, cha, không quan tâm cha bảo con làm gì. Con đều đồng ý, nhưng xin đừng để con làm thiếp của Từ Lãng. Ừ, không phải do con quyết định. Trói cô ấy lại cho tôi. Đưa đến biệt viện của Từ Lãng, bảo dưỡng, để mai đã, cho cô ấy tỉnh táo lại đã. Nếu đến lúc đó tìm cách tự tử, lại làm Từ Lãng tức giận thì không tốt. Ừ, giam cô ấy lại và cử người canh gác cẩn thận. À, đừng. Cha, cha, cô xin cha thả con ra. Con thả về quê còn hơn. Khi trời tối, người giúp việc đã chuẩn bị cơm, nhìn lên bầu trời. Hê, lại đi rồi. Cũng không cần đầu nữa. Cũng được, về lại huyện thành cũng tốt. Chúc anh đạt được ước nguyện. Không phải họ định bắt anh trai nhà Hứa chứ? Có thể nếu từ chối. Chỉ cần thông báo, chỉ cần một người là đủ. Lần này lại đến bốn người. Còn mặc đồ tra khảo, đeo gương quân đội. Thật là thi hành công vụ. Anh trai nhà Hứa có phải đã phạm tội gì không? Trước đây ở làng Lâm An đã thấy anh ta có tính sát nhân lớn. Chắc chắn là giết người cướp của, bị người khác vạch trần, im miệng quả đen của các người lại. Hạ nhân dù sao cũng là người của thôn Thanh Sơn, đồ bàng cũng thế thôi, còn dám nói lung tung. Lương tâm của các người bị chó ăn rồi sao? Các ngài công sai, hạ nhân thật sự đã phạm tội sao? Lão nhân gia yên tâm, người nhà Hứa không những không phạm tội mà còn được triều đình trọng dụng. Hôm nay chúng tôi đến đây là báo tin vui, làng của các người đã xuất hiện một nhân tài trẻ được triều đình để ý. Ha ha ha. Tốt. Tôi đã biết từ lâu, người không phải là vật trong ao. Các anh em vất vả rồi. Có phải anh trai tôi có lời cần truyền đạt không? Anh Hà, đây là nhiệm vụ của đại nhân. Đáng lẽ đại nhân cũng đến, nhưng vì có việc đột xuất, nên cử bốn người chúng tôi đến. Từ hôm nay, bổ nhiệm người nhà Hứa làm sai dịch huyện Thanh Sơn, kiêm nhiệm vụ an ủy huyện Thanh Châu, mang chức quan bảy phẩm, chức vụ và quyền hạn, hộ tịch được đặt dưới sự quản lý của phủ Thanh Châu. Ba ưu điểm lớn của huyện Thanh Sơn: sai dịch đại thắng, dưới pháp lý có quyền chuyên trách, ngoài sự can thiệp của bất kỳ ai khác ngoài binh bộ. Anh Hà, đây là hộp mật. Những gì anh ghi chép, đặt vào hộp này, sẽ có người chuyên trách chuyển đi, đưa đến trước mặt đại nhân tiết. Ngoài ra những vụ án anh xử lý, quan huyện địa phương cũng sẽ ghi lại, gửi đến binh bộ, để làm căn cứ đánh giá. Đánh giá được tiến hành 3 tháng một lần. Anh Hà, sau này anh sẽ thuộc về binh bộ phủ Thanh Châu. Sai dịch của binh bộ phủ Thanh Châu Trung Biêu. Sai dịch của binh bộ phủ Thanh Châu Tống Hổ. Sai dịch của binh bộ phủ Tần Châu Lưu Cường. Sai dịch của binh bộ phủ Thanh Châu Vương Long. Gặp quan Hứa, dân làng Thanh Sơn đứng xa không nghe thấy. Những người dân làm kinh ngạc, đặc biệt là những người vừa cười nhạo người nhà lập tức co rúm lại, mặt mày sám ghét. Bốn vị, mau đứng lên, chỉ là một chức quan nhỏ bảy phẩm, sau này chúng ta là anh em, các anh là sai dịch phủ thành. So với tôi ở vùng hẻo lánh này, tương lai còn phải dựa vào các anh em. Anh Hà và Trương Mục Liễu là anh em kết nghĩa, chúng ta đã ước hẹn, đều như nhau, sau này giàu sang, không quên nhau, ha ha ha. Anh Hà thật là tài hoa. Tam gia, cho dân làng giải tán đi, chuyện hôm nay không được tiết lộ. Được, được, không làm phiền các anh nữa. Cha mẹ, con còn cơ hội không? An, Linh Nhi, người đối tác giết lợn của con, đã đưa sính lễ rồi mà. Con không đồng ý, trong lòng con chỉ có anh nhà họ Hứa. Chồng ơi, quay lại nói chuyện đi.
Tôi có mặt mũi gì mà nói? Nếu không phải vì chuyện làng xóm này, tôi đâu có thể ép Hà Nhân trả lại đồ. Mẹ, mẹ giúp con nói đi. Bây giờ Phương cô nương đã đi rồi, con không cầu làm chính thê, dù làm thiếp con cũng đồng ý. Được, quay lại tôi nhờ người nói hộ. Con gái nhà ta xinh đẹp, vẫn còn cơ hội. Chỉ là bên đồ tể đã đưa 5 cân thịt lợn làm sính lễ, ăn không ít rồi. Giờ phải làm sao? À, đến lúc này rồi. Nếu theo anh nhà họ hứa, sau này có thể thiếu thịt không? Ha ha ha. Phải đấy, Linh Nhi thật khéo léo. Mấy ngày trước còn thấy cô ta với tên đồ tể, giờ lại nhắm đến anh nhà họ Hứa. Thật nghĩ anh nhà họ Hứa còn thiếu phụ nữ sao? Anh Hà trò chuyện một lúc, bốn người Trương Biêu phải về phủ thành báo cáo. Hà Nhân lấy ra 40 lạng đưa cho Trương Biêu và đồng bọn. Bốn người từ chối không nhận. Chỉ là rượu nước, các anh đã vất vả, quy tắc không thể phá vỡ, không ảnh hưởng đến tình cảm. Anh Hà cáo từ. Một lúc sau, anh Hà lên xe ngựa mà làng đã sắp xếp. Đến Nha huyện. Người nhà họ Hứa, anh lại đến làm gì? Không phải bảo anh ở nhà chờ tin sao? Hừ, không bảo tôi không được đến Nha huyện. Miệng lưỡi sắc bén. Một người thi cử không đạt hạng, anh không xa bị sa thải. Nhưng tôi thật mong anh đạt hạng tốt. Như vậy anh có khiếm khuyết, anh thật không tranh giành. Tôi từng có chút sợ hãi anh. Anh không đạt hạng, tôi không có niềm vui. Nhưng còn một việc nữa, Phương Nhu sau này làm thiếp tôi. Anh giờ cô độc, tôi sẽ tìm mấy người xấu xí cho anh. Tôi sẽ không nói anh khiếm khuyết. Những người đó sẽ không chung thủy. Ha ha ha. Hừ, anh Hà, sao anh lại đến? Đến làm việc. Chuyện sau này sẽ nói. Anh Tần, khi anh đến làng Lâm An lần trước, có vài người đã được xác nhận. Ba người bao gồm tôi. Sau khi xác nhận thì sao? Họ đều bất bình cho anh. Được, gọi họ qua. Khi tôi trở lại sẽ nói chuyện. Ngày đó, tôi đã biết anh sẽ được binh bộ phủ Thanh Châu chọn. Nhưng sau đó nghe tin anh đi thi khoa cử, tôi rất không hiểu. Bây giờ, cuối cùng anh đã vào binh bộ phủ Thanh Châu. Cảm ơn đại nhân đã giới thiệu. Không liên quan đến tôi. Tôi không có quyền can thiệp vào việc binh bộ. Mọi thứ đều là năng lực của anh. Tôi không biết các huyện khác có phẩm cấp hay không. Nhưng người trước mặt tôi, từ sai dịch lên thẳng quan bảy phẩm. Giờ bằng cấp của tôi, người giám hộ. Binh bộ đã ra lệnh cho các anh chưa? Chỉ huy các anh. Chuyện này không được tiết lộ. Đã ra lệnh. Ừ. Gặp quan trên của các anh. Người nhà họ Hứa là người huyện Thanh Sơn. An ủy bảy phẩm. Cố Trung Minh nói xong quay đi. Nhiệm vụ của ông là xác nhận, giới thiệu hai bên gặp nhau. Anh Hà nhìn Cố Trung Minh, không trách ông lạnh lùng. Ai cũng vậy thôi. Nhưng cũng rõ ràng, binh bộ có quyền lực. Ngay cả Cố Trung Minh cũng kiêng dè. Anh Hà thực sự đã đứng đầu huyện Thanh Sơn.